Mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghĩa. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với nhiệm vụ tiếp theo của Ghost Recon Wildlands. Và cái mục tiêu của chúng ta lần này nó sẽ khác với lần trước. Để coi, mình coi cái file, cái hàng này mà chúng ta vẫn chưa phát hiện được gì nhiều. Và cái file đó chúng ta phải đi tìm document Kingslayer file thì tôi mới thấy. Nhưng mà hiện tại là mình chưa có đi lấy mấy cái này. Và chúng ta có 5 cái nhiệm vụ. Và chúng ta đang làm cái nhiệm vụ tên là Full Load. Và cái hàng này theo mình nhớ là hình như là cái tên là Carl Buchholz. Tại mình có chơi nó trong phần Open Beta và nó có mở cái khu vực này. Và đây coi, thì lần trước á là chúng ta đã giết được El Bozolero. Chúng ta bắt được chứ chúng ta đâu có giết đâu. Bắt được thằng này. Tập trước nữa thì chúng ta đã giết được Layuri. Và những tập tiếp theo mình sẽ xử lý thằng này cho đến khi mình giết được thằng Blablaka này. Và thằng tiếp theo của chúng ta đó chính là đây. Thằng này theo mình nhớ cái tên là Carl Buchholz. Ok. Và sau đó chúng ta sẽ tuyển sang những người tiếp theo. Ok, để mình làm nhiệm vụ đầu tiên luôn. Hình như chúng ta phải phá hủy mấy cái thùng đạn motor của tụi Santa Blanca đây. Chúng ta có 4 cái rồi. Để làm sao đi vô mà không bị phát hiện này. Còn sniper nữa. Bắn luôn cho rồi. Drone is airborne. Got another tango. Baby makes three. Rồi khu này hết rồi nè. Để mình coi còn chỗ nào nữa không. Hoặc là mình có thể zoom lên để thấy. Got eyes on a mounted weapon. That makes five. Generator spotted. We want to shut off the power. Visual on an air defense system. Ôi, nó có súng phòng không nữa. Vãi chưởng. Vãi thật. Enemy marked. Mình thấy ai ở đây luôn ta? Có intel nữa. Chúng ta cần phải tìm được nhiều địch nhất có thể. Để chúng ta có gì xử lý nó luôn một lượt. Để chúng ta khỏi bị sót thằng nào. Hết pin mà nó cũng sao quá. Coi mình mod được thằng nào mình mod luôn. Target set, ready to assault. Target marked. Roger that. Target marked. Opening fire. Enemy down. Mình đứng nào giống như chỉ đạo vậy ha. Không biết con nào đứng gần nó không nữa. Có ngoài cùng này không bỡ ta. Rồi vỡ nè, chúng tôi bắn 4 phát đạn nó mới vỡ. Bắn từng cái đèn hoặc là chúng ta nổ đùng phát chơi hết luôn. Và cái này thì nó... Có thằng ở đó nữa. Roger, target acquired. Target's marked, just say the word. Thằng này thật khoan đã. Xử lý kia trước hay sao ta? Tại chúng ta còn thấy nhiều thằng quá. We're coming up on the objective now. Weapons free. If it looks like a supply crate, take it out. Roger that. Let's light this place up. Target's marked. Standing by for go order. I've got the target. Còn thằng sau lưng cái xe nữa. Back, that tango might spot you. Say the word. That's one down. Đúng rồi, xử nó cho anh. Tiện không? Mình đang tính spot thằng kia mà nó đi lại nó nhìn mình.
Chúng ta có spot thiếu ai nữa không ta? Một cái motor kia. Mình đang rất là cố gắng tại cái trò này, nó giống làm mình nhớ cái hồi trò Splinter Cell mình rất là thích. Nhưng mà đây nó giống như một cái diện rộng hơn của Splinter Cell vậy á. Và chúng ta có đồng đội nữa. Nếu bạn nào có chơi qua Splinter Cell Blacklist hay gì đó, các bạn sẽ hiểu cái cảm giác nó cũng khá là giống. Nhưng mà nó hiện đại hơn nhiều. Cái này ngủ hết rồi. Còn thằng giống nữa. Đúng rồi. Vẫn còn một thằng nữa hả trời. Sao mấy này nó ngủ hết trơn vậy? Đó, quá đẹp. Rồi còn một thằng tú bên ngoài nữa hả? Rồi spot luôn. Spot sập bách luôn rồi, chúng ta thiếu spot bên trong đó thôi. Nó là cái hầm bên trong đó nè. Cái chỗ này mình có làm rồi. Ủa, sao không spot đi? Ủa? Ủa, mình nhìn thằng này mà nó không chịu spot á. Ờ, giờ mới chịu spot nè. Nhìn vậy mà không chịu spot. Ok, chúng ta spot được khá là nhiều rồi đó. Lấy tí đạn coi. Tụi này đa phần nó ngủ không à. Để mình coi mình bắn được cái miếng này coi. Rồi ok đẹp. Vô lấy Intel quá nè. We'll leave a marker so the rebels can pick up these supplies later. Ok, chúng ta investigate hết nguyên chỗ này luôn rồi đó. We've got the position for a supply drop. Now we just have to check to see if it's still there. Để bắn cái thằng ngoài luồng đó chứ là. He's history. Hiện tại là mình đang có 4 người. Thì có lẽ là mình sẽ ra lệnh cho từng thằng đánh từng chỗ đã. Cái này phải đạp cửa đi vô nữa, thế mới đâu. Hồi nãy bên ngoài thì phải. Wow, nó nghe tiếng. Chưa thay đổi rồi. Target set, ready to assault. Mình sẽ hỏi hai người ngoài lại bên trái này. Say the word, boss. I'm opening fire. Quá đẹp, quá đẹp. Okay, we're still alright. No, we're still alright. Nó vẫn chưa phát hiện ra được. Nhưng còn một hàng mập mập bên đây mà chúng ta chưa xử lý nữa. Mình muốn xử lý nốt cho tới khi mà chúng ta đi vô trong. That's a kill. They're gonna make you back up. Ồ, đẹp đẹp, quá đẹp. Nó phát hiện rồi, Sao?
Xử lý. Ủa, chúng ta có xuyên shot rồi. Từ nãy chơi motor luôn mới ghê chứ. Quá dễ, quá dễ, quá đẹp. Nói chung chúng ta vẫn làm chủ được tình huống. Clear hết luôn rồi, chúng ta clear nguyên team, nó quá đẹp. Và hút cuối nó ra, nó hàng mập kia, đáng lẽ mình phải xử hàng mập đó luôn, nó sẽ hay hơn nhiều. Tức là cái hiệu ứng của game này đẹp ấy chứ. Rất là đẹp và đằng khác luôn. Mình thấy là vậy, theo nhiều bạn kêu là game này nó cứ downgrade, mình thấy là nó thật sự là nó đẹp hơn đó chứ. Mình bắn đúng chỗ mà thôi. Chúng ta còn cá bên ngoài nữa, mình vô mình lấy đồ. Skill boy cộng 3 luôn. Quá đẹp, chúng ta còn một cái bên ngoài nữa. Nó chưa bao giờ nhiệm vụ này mình thấy thỏa đáng như cái game này. Như cái nhiệm vụ này chúng ta giết rất là đẹp. Và chúng ta làm cho nó giống như lên tơ sale á. Chỗ này không thấy được hả ta? Mình thấy game này nó đâu có downgrade, nhìn tao chết nó lại upgrade lên đó chứ. Nhìn đẹp hơn bình thường đó chứ. So với hồi mà các bạn coi mấy cái mà beta, mà closed beta á. Không, ấy là trước đó nữa có cái khoảng mà thời gian nó gọi là chỉ dành cho mấy người được mời thôi đó. Theo mình thấy là vậy. Hiệu ứng này nọ kiểu cái nếu bạn để medium 2 giống như mình đã, mặc dù là FPS nó cũng không có cao lắm, năm mấy đến 70 á, thì đây là một cái món game rất là đẹp, vẫn là rất là đáng tiền mua. Nhưng mà các bạn còn phải có một con cạc khá là mạnh để chơi, tại mình xài 1060 mình cũng thấy ngán nữa, nó chi ngán rất là nhiều chỗ, nó còn tụ lên 50 đến 70 không bật PC, nhưng mà chết là chơi vẫn được. Đây xong nhiệm vụ rồi, chúng ta xong được hai cái rồi. Đừng có upgrade skill mà up luôn. Mai nó không thân thiết lắm. Chúng ta giết ba đứa hướng dẫn tập luyện quân sự của tụi Santa Blanca đây. Và ôi, mà nó muốn nó bị phát hiện ngay đây. Cho nên hạ chúng ta đi vô trong bằng đường bộ đi. Đi bộ đi. Cái mình coi mình thấy được cái gì không ta? Cái góc nhìn trời nó đã tối rồi mà còn khó nhìn nữa chứ. Spot được một đống luôn. Jam rồi. Có cái máy jam này rồi. Một là chúng ta cần phải dùng cái cây súng súng phóng lựu á, chúng ta phải dùng súng phóng lựu cho nó bắn vô thì nó mới vỡ được. Cái chỗ này khó bắn quá. Roger that, target marked, I've got the target. Ready, call the shot. I don't have a shot. Say the word. That's a kill. Ủa, sao thằng kia nó delay ra một phát cũng sợ phết. Wow, wow, cái chỗ này khó để chúng ta đi stealth đó. Chúng ta có ba thằng kia mà chúng ta cần phải giết.
chopper incoming. Nó không phải bay trực thăng luôn chứ. Nó còn để hết nó còn bay vòng vòng. Khó chịu phết. Này đứng bên ngoài. Mua đại ca không ta? Nhưng mà xử cái thằng này cái đây. Helicopter incoming. Nó thấy mình chưa ta? À, nếu mà nó thấy mình thì để mình xử nó bằng cái súng khác á. Đó, chúng ta có cây, một cái cây mà mình cũng rất là thích đó là cây AUG. Cây này bắn nó khá là chuẩn và khá là tốt. Và các bạn có thể gắn súng phóng lựu lên người đó. Téo nào lại hụt. Tụi đang spot lẹ thiệt chứ. Này thì nhìn. Rồi để mình đổi xuống rồi cái cây mình thích, vốn gì cá nhân mình lại thích cây G28 hơn. Cây này bắn chuẩn hơn và nó bắn dù sao nó cũng bắn liên thanh được. Cái nằm em thanh cái này. Nếu mà xử không được để mình cho kia xử đi. Nhanh hơn nhiều. Cái game này nhiều lúc cũng khó để đi stealth hoàn toàn. Hai trăm bảy mươi mét hoàn toàn là chúng ta đều có thể kích hoạt. Ở bốn mình ngoài bên trong mà. Đưa cho đồng đội xử đi, nếu mình khó xử lý thì mình nên để cho đồng đội xử lý đi. Nó sát thằng này nó vẫn chưa giết được ta. Ồ, có thằng như này. Ồ. He's history. Ồ, hồi bữa nãy mình bắn hụt. Thế mới ghê. Tango down. Xử nó cho anh. Ghost đi lâu quá ta. Thấy mình rồi, thấy mình rồi. Roger that, target marked. Lost my target. Open fire. Roger. Nó tụi bay làm lâu quá, để anh mày xuống xử rồi. Wow 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 wow. Giờ có nhiều UDAT liên quan nữa hả trời. Chúng ta phải hôn nữa. Giờ tụi xong lăn cả sao tập lăn cả đánh nó UDAT. Mình chỉ cần mình khỏi biến mất khỏi cái chỗ này thôi là chúng ta phải giết được thằng cuối rồi.
Hân tịch, giờ chúng ta nó mất vị trí của chúng ta rồi. Đúng rồi, nó mất vị trí của chúng ta. Ơi, có thằng sniper. Got eyes on a mounted weapon. I got another. That's five. Khó nhìn quá. Target's marked. Standing by for go order. Target's marked. Just say the word. Eyes on the target. In position. Target's marked. Just say the word. Nice. Nghe giọng mình còn thằng nữa. Nó không có chỗ để nắp ta. Cái chỗ kia để vô đâu ta. Đây đây, có chỗ vô rồi. Cái thằng này nó sao tức. Nói chung là mình không có tiếc đạn đâu, cho nên một thằng ăn mình cho ăn 4-5 viên cũng không tiếc nữa. Riêng mày thì nhiều, càng nhiều càng tốt. Đó. Wow wow wow, chúng ta xong nhiệm vụ rồi. Chúng ta chỉ còn khác là khỏi chỗ này thôi. That's the last of the instructors. We're done here. You really think this will slow the cartel down? Absolutely. When word gets out about what happened, rồi, chúng ta thoát khỏi chỗ này rồi. Nó không thấy được vị trí của chúng ta, chúng ta chỉ còn đi ra khỏi chỗ này là xong. Ê, mẹ. Wow, 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 wow. Nó súng máy luôn mới ghê chứ bộ. Có một thằng Ghost gục rồi. Con mẹ mày. Nghĩ sao vậy? Chúng ta còn cách một cái cây số nữa, nên chúng ta sẽ cần cái xe này đây. Quá đẹp, quá đẹp. Okay, we're cool. Let's go. Một cái xe. Xe này có cả súng nữa. Yo, bitches. Thôi, cái đó để mình được bắt này mới. Thì mình nó có cái Kingslayer Fine đó. Ủa, đây có súng phòng không nữa hả? Tụt vậy. Mình khá là ghét súng phòng không nhưng mà chúng ta thể đánh nó sau đi. Đây là nhiệm vụ thứ 3 trong năm, tổng số 5 nhiệm vụ của cái thằng này. Ơi, ơi, ơi. Ném được lật xe. Shut the communication outpost. Nó kêu là bây giờ mình đi vô tìm kiếm gì đó. Nếu được mình xử hết nguyên đống này luôn cũng được. Yo, yo, yo. Coming up on the objective now. We need to get inside and hack their message logs for intel. Let's move. Chúng ta phải hack. Okay. Từ khi nào mà mình trở thành hacker vậy? Nên là mấy thằng này nó cũng đâu có cái chuyên môn là bắn súng giết người thôi chứ. Từ khi nào mà nó có khả năng hack hết gì đấy, nhưng mà coi chúng ta thấy được ai sao trốn nhà hết trơn vậy? Sao không thấy ai vậy? Tốt đằng kia. Ờ, có thằng. Nó trong nhà gần hết. Trốn kỹ vậy. Hình như trong phòng này vậy. Ờ đúng rồi, một thằng trong cái bon ke này nữa. Không phải hả? Yo, we got a small cartel element right by the container. We got a few sicarios here on the terrace. Như là mình có upgrade cái stealth á, mình có nói với các bạn rồi.
mình bướng xác nó có ít khi nào nó phát hiện ra mình lắm. Where you got him? Inside the HQ building. Whoa, nó ngay đây, nó ngay đây. That's 15 hombres. Gần hết pin rồi. Chúng ta còn vài thằng nữa. Thấy không ta? Spot đi em, spot đi em. Còn lại đâu? Hết pin rồi, chúng ta hết pin rồi. Để coi mình tìm đường vô cái đã. Tự nhiên tôi sẽ làm gì đó để cho nó khỏi thấy rồi. Tụi bay không cần phải nhé. Hay là chơi Rambo vô ta. Có nguyên một chiếc xe tăng đây. Rồi mình biết cái đường vô rồi. Chúng sẽ đi theo chân thằng này vậy. Nó đi đâu mình đi theo đó. Target down. Eyes on two Sicari. We're cool. We're cool. Yo, we cool. Nếu mà chúng ta muốn giết thì chúng ta phải giết hết. Chúng ta còn sót ít nhất một thằng hay gì đó. Ngay chỗ này. Không biết đúng luôn nữa ta. They got an air defense system. Đúng rồi, đúng rồi. Chỗ này chúng ta vẫn sót ít nhất một thằng. Nhìn hoài không thấy đâu. Không thấy luôn. Hơ hơ. Chỗ nó cứ sáng sáng ấy. Ờ, mình nghe là full rồi đó. Kia là đứng trong nhà bắn ra. Target set, ready to assault. Roger, target acquired. Target acquired. Stay ready. Call the shot. I'm shooting these fuckers. Whatever, whatever. Okay, we're still good. We're still good, man. Có điểm skill boy luôn. Chúng ta phải xử hai thằng ở dưới này trừ khi nó đi lên. Ý là mình lên lầu á, tại vì trên lầu có người. Và vừa mới chết nãy mình vừa mới giết xong. Tango down. Giờ nó báo động nguyên khu luôn hả trời. Không, khoan nè. Nó biết chúng ta thôi chứ nó chưa biết chúng ta ở đâu. In position, right as marked. Any ideas, boss? Target acquired. I've got the target. Say the word, target. Engage targets. Ủa, nó chạy ra bức tường, sao bức tường nhanh vậy? Target acquired. Stay behind. Nice. Nếu chúng ta xin shot thêm một lần này tiện biết mấy. Sẽ nhanh hơn nhiều. Chờ để mình đi lấy cái miếng này ra. Hình thì chúng nó vẫn chưa biết chúng ta ở đây. Khi nào chúng ta bắt nó hiện ra engage là đã giao chiến rồi đó. Thì nó mới có vấn đề. Còn này thì chưa đâu. Chúng mình sẽ để Scott xử lý mấy thằng này. Cái đám này sẽ băn khoăn là chuyện gì nó sẽ ra.
nó tản đi chỗ khác nữa rồi. Này tụi này nó vẫn ngáo ngáo không có chuyện gì nó xảy ra. Để mình đổi đồ qua. We'll see how they like a simulator. Để lùa mấy tụi này lại. Thằng này nó không biết. Ôi sao mình một phát nhảy phát xuống dưới luôn rồi. Target down. Bắn này cho chắc chắn. Cố xử lý nó cho anh. Target's marked. Good to go. A partir del cañonazo, puro pinche cañonazo. Háganlo ahora. Vámonos, cabrón. Roger, target acquired. That's one less bad guy. Ok, chúng ta lên, chúng ta hack là xong. Quá đẹp, quá đẹp. Cái chỗ hack rồi. Không có uy tín đâu. Nó đặt ở đâu ta? Chắc trên lầu nữa rồi. Got a laptop here. Looks like it's connected to the network. Let's see what we can get out of it. Hai này nó vẫn đéo quan tâm gì hết. Kệ mẹ đi. Để hack xong chúng ta giết nó xong. Downloading now. I'm pushing the take direct to Bowman. Stand by. Bowman, this is Nomad. I'm sending you message logs from a cartel comm center here in Montreal. Đang rảnh háng nè, chúng ta giết thằng này luôn. The name of the cartel's senior instructor is in there. I'm getting it now. Wait one. No joy. There's nothing in here that points to their top guy. There is something interesting though. Looks like they've got search parties out looking for a deserter. One of their new recruits ran off a few days back. They think he might still be in the area. How does that help us? If he was in the training program for any length of time, it's possible he came into contact with our guy. Không tới này. Mình cứ tự chọn ngay đó là tới. Upgrade được cái weapon. Time to aim. Aim nhanh hơn. Cũng không cần thiết cho lắm. Nhưng mà cái nòng ngắm lớn thôi. Mình xin nòng ngắm xuống nhắm mình cũng không có cần. Cái mình đang cần là ammo nè. Nhưng mà nói thật thì mình cũng up cũng khá ba gạch rồi. Bây giờ là mình có mê đồ sẵn nữa. Tới tăng thêm 25% nữa. Cũng khá là nhiều. Tức là nếu các bạn up map luôn là 100% mà cộng thêm 25% nữa, bạn được 125% tăng thêm đạn. Nếu các bạn nào có mê đồ. Và cái này thì nếu như là bạn, nếu bạn nào có cái mê đồ này, nó chỉ bạn, bạn hãy kiếm mê đồ này tại Villa Vert. Nó sẽ tăng thêm 20% nữa. Tức là nếu bạn upgrade full thì mình nghĩ là chắc là nếu mà 20% tăng mỗi lần thì chúng sẽ lên tới 80%, và chúng ta 20% còn lại chúng ta lên tới 100% luôn. Bắn chừng một lát là chết không. Và đây là một skill rất là quan trọng. Vehicle Destruction. Còn cái time to aim này mình cũng không có cần nữa. Thirder can give us an ID. Only one way to find out. Ok, chúng ta lại chúng ta nên tiến hành tới nhiệm vụ tiếp theo đi. The Deserter. Kẻ người sa mạc, giữa sa mạc hả? Chúng ta còn nhiều nhiệm vụ nữa ta. Hai nhiệm vụ nữa. The Deserter đây. You picked up chatter that the cartel's looking for a deserter up in the hills. Find this guy. Chúng ta còn phải đạp đạn kìa. He could tell us a lot about the cartel's training program. Chỉ là chúng ta cần một cái trực thăng. Ở đây có cái trực thăng nè. Rồi xuống lấy trực thăng cái đây. Mấy cái hộp xanh xanh đó mình lát mình lại mình lấy quay lại lấy sau cũng được. Hoặc là mình sẽ farm sau, còn cái giờ chúng ta đi làm nhiệm vụ cái đây. Có nhiều bạn hỏi là sao anh không lấy cái này, anh không lấy cái kia, mình biết nhưng mà ý là chúng ta phải lấy sau. Mấy đó cũng không có nhiều, có mấy chục à. Cũng không có upgrade được liền. Học có 8 km. Nằm tốt hơn dưới kia. Reach the first search party. Đi đuổi rồi. Cái này chúng ta phải up stamina nữa. Nhưng mà sao, cái này dù sao thì cũng ổn mà, đối với mình là đi cũng được một khoảng à. Cũng lạ lần nào để nguyên trực thăng giữa sa mạc như thế này. Đôi vậy cũng không phải là giữa sa mạc, ý là thanh niên kia chưa kịp lên. Ý là giữa nguyên một cái này đó. Rồi xuống phòng không, xuống phòng không, xuống phòng không. Bay hấp xuống. Mình cũng chỉ cần bay chút xíu thôi chứ cũng không cần phải làm gì nhiều, cho nên cũng không cần phải bay cao lắm. Rồi cái chỗ này chúng ta làm rồi. Ok, vô nào mấy đứa. We got company, stay sharp.
Yeah, we got company, stay sharp. Near that stack of tires. Sniper đi mấy đứa ơi. Đằng kia nó trốn kỹ quá. Got another tango. I got a third. I got eyes on a captain. Here's target number 5. I got a target carrying cầu thang nữa, cầu thang nữa. Một thằng bên đây khúc này nữa. I got eyes on a sniper. Kia có hai thằng mới đúng. The drone is up. Thằng này bị hai thằng này chúng ta bị che chứ không thấy được. Rồi chúng ta còn một vài thằng nữa. Tango marked. He's a little close to civilians. Còn thằng nữa, còn thằng nữa. Là mình thấy vẫn còn trăm cam sáng sáng đây, chúng ta bớt thiếu rồi. Cái nào đâu đây vậy ta? Đây, đúng rồi, xong, full 15 đứa. Nhưng mà sao mình xử nguyên đám này trời. Ý là làm sao đi, ý là chỉ cần tới đó hay là giết hết ta? Sao quá sao ta? Cái này dưới nước open fire hết nguyên đám thì may là chứ spell sao nổi trời. Băng này hàng kia phát hiện. Target set, ready to assault. Target lost. Okay. Mình nên di chuyển qua đây cái trước cái đã. Copy. Target marked. Lost the target. Hay là mình để cho nó bắn mấy thằng sau này nè, cái thằng nào mình không thấy đường á. Target lost, thằng này mình thấy rồi, được rồi. Không sao. Không có trường đó, chúng ta cần phải cho hai thằng kia thấy được cái thằng hai này cái đây. Team, go. I need you there. Cho lên kia đứng đi. Move there. Roger. Thôi đợi mình sợ cái này trước đi. That's a kill. Check your targets. We got civilians all over the place. Giờ mày làm thế nào mà mày đừng có nhắc tao nữa đâu. Bây giờ tụi bay chỉ còn xử hai đứa này thôi nè. Đó, tao xử cái này cho. Shin shot dễ như thế là còn gì nữa, đúng không? Lên đi hai này. Nhánh ba thằng này chạy như ba con vịt đực. He's history. Tangles are marked. Standing by. Ủa sao nó đứng ngoài nó vẫn không bắn? Tangles are marked. What's the word? Nó còn một thằng bên trong nữa. Roger that. Target marked. Lost visual on the target. Thằng mấy này làm việc chán ghê luôn. That's a kill. Đi. Cái này để mình gọi thử gọi motor coi. Kiếm cái góc nhìn nào dễ nhìn hơn coi. Đi gọi cho nó hoành tráng chứ. Calling for indirect fire. Got it, amigo. Shot. Oh, hi. No way that plane's getting off the ground. Break contact. There's nothing more we can do here. Hostile down. They've seen us.
Okay. Target's marked. Good to go. Quật đi mấy em. Nếu mà đánh xin shot á. Thì cái tụi này nó không thấy được mình. Bây giờ chỉ có Ghost mình xử lý thôi. Tango down. Bỏ đẹp, chúng ta vẫn chưa bị phát hiện. Không bị phát hiện luôn. Còn món ăn cuối. Nhìn con mẹ gì. Quá đẹp, quá đẹp. Clear on my side. Có skill boy ở đây luôn hả? Ngon vậy. Ủa, nó tốt dưới này luôn hả? Mình cứ tưởng đằng kia nhưng mà là thôi mình lỡ giết rồi, giết hết luôn cũng được. This metal has a coca plant on it. It's kinda cool. Oh, dưới này luôn hả? We're the first search party. Ok, giết nguyên đám này mà không bị phát hiện cũng ngầu lắm rồi. Mà cũng chúng ta có sự chế ấp. À, cái này nhiệm vụ là mình làm rồi. What's the plan, boss? We find the leader and grab him. I want to find out what he knows about the deserter. Chúng ta đừng có giết nó là được rồi. Woohoo. Nó mình ghét đi bộ. À, xong spot đi. Giờ mới spot. I'm spotting another tango. Tango number 3. In position. Target's confirmed. Just say the ready to assault. Đúng rồi, đó là nhiệm vụ của tụi bay đó. Target marked. Say the word. Say the word. Standing by for go order. Oh, mà chết theo hàng nhìn đẹp quá vậy. Chết theo hàng luôn. Tục vậy. Má chết ngay hàng thẳng lối và là chết. Chưa bao giờ điều nghệ thế này, má stealth hết cỡ. Đó là người tụ tập đây chứ. Civilian à. Dân thường. Còn thằng nữa. Rồi. Interrogate. Sao vẫn còn thằng chưa spot. À đây. Bắt cua, mò cua đi biển gì đây nè. Mà lỡ mình rơi con drone. Vãi cái đái thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mấy thằng này nhìn hướng khác. Tangles are marked. Standing by. So smart, không được ta. In position. Target's marked. Just say the word. Target's marked. Target acquired. Khoan nè. Target's confirmed. Ready to assault. Nếu mà mình bắn hụt á, là mấy này sẽ bỏ chạy ngay. Chúng ta bắn làm sao để cho nó khỏi chạy á, mới là vấn đề. Và không được giết thằng kia. Target's marked. Good to go. Rồi ok, mình sẽ giết bàn này vậy. Bốn con này chứ. Call the shot. Target's confirmed. Ready to assault. He made us. Get after him. Ôi, nó chạy thiệt luôn. Có mình giết hết rồi còn mình nó chạy à. Thấy quái nào. Nghĩ mấy chị đâu. Tự đi xuống là giỏi. Tự biết đi xin lỗi luôn. Biết đi xuống luôn. Trời ơi, nó không nghĩ xong nó leo lên xe nó chạy được luôn. Cái việc nó không ngợp. Mày nghĩ nó tái còn dám tỉnh lên leo lên xe đó chứ. Ôi xin lỗi các bạn. À xì. Cái này nó tỉnh thiệt. Mày nghĩ tao dư thiếu đạn chắc. Hả? Nói chuyện cái nghe coi. Mày nghĩ sao vậy? Mày còn chạy nữa chứ. Làm tôi phải dí theo. Talk to me, pinche pendejo. Who's this deserter you're looking for? Some little pocos huevos maricón de mierda who ran off from the training camp. Boss says we get to make an example out of him so the others don't get the same idea. We're gonna drag him back and let the other recruits take turns on him with a machete. And where is this little chicken shit now? We don't know for sure yet, but we're getting close. One of the other search parties thinks they found his trail. Where's this other search party? Tell me and maybe I'll let you go. Okay, chinga. We're closing in on the deserter. Con mẹ mày gọi tao là chinga mới ghê chứ. Còn tính chạy nữa chứ. Mấy đứa, mày vô xếp hàng vô chúng ta chụp selfie cái nhẹ. Selfie như cùng với xác chết. Yeah, baby. Có đây có một bạn, số bạn không biết cái chức năng mới của Nvidia đó chính là
Nvidia Enso. Để mình coi, đây. Chúng ta có thể chụp đủ mọi góc nhìn. Ê, thằng này bị lỗi rồi. Thằng này bị lỗi rồi. Nhìn giống như là what the fuck. Nhìn tục vậy. Này bị lỗi rồi. Chúng ta có thể chỉnh mọi góc nhìn cái kiểu rồi field of view góc nhìn cũng khá là hay. Quay góc rồi nọ. Nếu bạn nào muốn chụp mấy cái ảnh quái lạ kiểu người ngoại tinh giống như thế này, bạn có thể export ra ngoài bằng snap này nọ thôi. Mà cái đó để sau các bạn bấm nếu bạn nào muốn vô cái chế độ này các bạn chỉ cần bấm Alt Left F2. Nó tối ưu hóa dành cho những cái kẹt giờ tiếp series 10. Đó, vậy thôi. Chúng ta làm xong nhiệm vụ này, chúng ta còn tới nhiệm vụ cuối vậy ta. The Deserter Rich the Second Search Party. Ủa, chúng ta chưa xong nữa hả? Ờ, còn nữa. Tiếp anh em ơi. Còn nữa anh em ơi. Có những chiếc khăn nào đâu đây không? Khúc trên nãy thì đúng bao mà nhiều chiếc khăn luôn. Còn giờ thì ít, đúng ít luôn. Ok, đi xe cà bàn này cũng được. Có còn không không? Ôi mấy cái này nhìn giống suối nước nóng quá. Không biết là trời nó lạnh quá hay là nó nóng quá mà nó bốc khói nữa. Yo guys. Cho nên mấy bạn nào muốn chụp ảnh đẹp á, các bạn cứ để in Ultra 2 hay gì đó setting lên đó, sau đó các bạn chỉ cần bấm Alt F2 là các bạn có thể vô chụp ảnh đủ kiểu, chụp lên gấp mười mấy lần 4K theo bên NVIDIA nói là vậy. Rất là cao. Chất lượng rất là cao cho nên các bạn thoải mái chụp đi. Mình thì chụp 4K thôi chứ chụp mà chụp mười mấy K mình cũng không có nhu cầu lắm, như là máy mình cũng không hiển thị khác biệt cho nên thôi cũng kệ. Cầm những bay ghê vậy. Ờ, cái chỗ này mình làm rồi. cũng là trong open beta luôn. Sniper out there. Cả nồi luôn. Còn thằng nữa đó. Cái này phải. À không, dưới này. Vẫn còn thằng nữa. Sao quá mà mình không thấy nó ta. Đây, 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 đây. Extract the deserter to Monte Alpha. Thằng nó trốn kỹ quá. Mấy bạn nó cười ha ha ha. Extract the desert to Montioc Alpha. Sing shot đi, cái này sing shot đi. Roger that, target marked. Fuck, engage. Target down. That was fucking close. De pendejo, back the fuck off, you hear me? I'll kill you, I swear I will. Told us what the mic? Get the fuck away from me, let me go. Shut up, from here on out I talk, you listen. Not if you understand. Now move. Yeah, I talk, you listen. Hy vọng mình chỉ giết cái tụi kia ha. Tụi xe mày, nhanh. Tụi nó không biết bị bắt luôn. Tụi này vẫn ha ha ha. Nãy nó cười đúng tỉnh luôn. Bây giờ tao bắt cho mày khỏi tìm hiểu luôn nha con. Có food này rồi nhưng mà chúng ta đang đi làm chính cái đó, chúng ta phải làm sau, chúng ta mình sẽ né. À, tụi này nó bắn ác liệt lắm cho nên thôi. Lại có Unidad gần đó nữa, chúng ta sẽ đi đường ngoài lề tí. Thế, đéo nào mình né nó rồi mà nó vẫn thấy, thấy quái nào.
Hostile Sicarios incoming. Mẹ. Tụi này nó phá đám thì luôn chứ. Đúng rồi, phải như vậy chứ. Open fire đi. Get ready, fire. Này gọi là cây muốn lặn mà gió chẳng chịu ngừng. Tango down. Easy, come in. No, let me go. Let's go, let's go, let's go. Chúng ta còn nhiều việc để làm á. Got nothing to shoot at. Góc đi của bọn này nó khó vậy, khó chịu quá ta. Nếu lúc đi xuống dưới nó không chịu đi. Mình chỉ sợ nó kẹt ngay giữa chừng mà mình không có xe nào để chở nó thôi. Xe này cũng hơi, cũng chắc cũng chưa sao thôi. Là kiếm chiếc xe khác đi. Ê! Mình bắn đại hơn mà ai ngờ nó trúng luôn trời. Sorry civilian, người vô tội. Mình chĩa cái xe và ai ngờ bóng phát, mình nhắm cái đèn đắp có đùng một cái trúng đằng kia luôn. Sorry man, we will miss you. Lỡ tay. Ai ngờ bắn trúng luôn, mình cứ tưởng bắn đại để cho nó ra xuống xe thôi, ai ngờ bắn phát chết luôn. Công nhận nhiều lúc mình cũng nhẫn tâm thiệt. Chúng ta đi đường tắt đi. Đường này nhìn nó cũng legit first ấy. Ai ngờ bắn phát thằng kia chết luôn, tội thiệt. Không ngờ mình ác vậy luôn. Ôi, ơi. Cái xe đi nhìn ghê quá vậy. Đó, đi phải về nhanh nhanh hơn không? Cứ đi đường kia dắt tới tới trong gôn mới tới. Đường chỉ thì sao quá. Yeah, someone I want you to meet. Tao có một người mà tao sẽ, tao nghĩ là mày sẽ muốn gặp. Ra khỏi xe đi mày. Nói mày có biết là do mày mà gián tiếp một thằng ngồi trên xe phải chết gì mày không? Kitato. Vô mà nói chuyện với nó nè. You want to get away from the cartel, Emilio? I can make that happen. But I need something from you. What can you tell me about the man running the camp? Carajo, I don't know. He's a gringo. Big man. Got eyes like stones, you know? Es malo. Even the guards are scared of him. He got a name? One of the instructors, they call him Bookhart. Carl Bookhart? You know who he's talking about? There was a Sergeant Bookhart with the Rangers when I was in the sandbox back in 03. We worked together a couple of times. Shit. Get back to your team. I'll check in with Langley and see what I can find out about Bookhart. Get ready. Odds left, evens right. Focus on your goddamn sectors this time. Carl Bookhart, former sergeant, 3rd Battalion, 75th Ranger Regiment. Natural born killer. Show me what you got, cocksuckers. Make me hard. Go, go, go! Carl was in and out of juvie from around age 15. Records are sealed, but the pattern is what you'd expect. At 18, a judge gave him the choice of joining the army or doing jail time. Bookhart thrived in the army. After graduating from Ranger School, he deployed to Iraq with 3rd Battalion in 2003. He finally found his place and was looking to make the army his career. And then in 05, his patrol hit an IED in downtown Ramadi. Bookhart didn't take to civilian life. Couldn't keep a job for more than a couple weeks and started having run-ins with the cops again. Started telling anyone who'd listen about how the army fucked him over. Eventually, he started spending time over the border in Juarez. God knows what Bookhart was looking for down there, but eventually he crossed paths with El Muro, head of Santa Blanca security. They share some beers, maybe some blow. Bookhart gets to talking about his army days. El Muro is impressed. He knows the real thing when he sees it. He asks Bookhart to come to Bolivia to train the cartel's army in the Montilla province. El Muro wants them to be the best force of its kind in all of South America. And Bookhart is just the kind of man he's looking for. The kind of man who can run combat drills, show a bunch of morons how to field strip a G-36 in 2 minutes flat. The kind of man who could turn narcos into elite soldiers.
Và các bạn đã thấy đó, thì cái ông này ổng đây, ông đứng ở đây rồi. Chúng sẽ tự đi làm tiếp đây. Thì Carl Bookhart. The guy broke bad when he went to work for the cartel. Now we've got to eliminate him. Chúng ta sẽ đi giết ông này. Và các bạn coi cái scene này cũng đã hiểu cái mối nguy hiểm của ông này như thế nào. Và cái lý do mà chúng ta phải giết là ông này nằm trong mảng security. Và ông huấn luyện cho cái đám của tụi kia trở thành elite soldier, tức là một dạng binh lính tinh nhuệ mà kiểu dám audit, dám cầm 10G36 kiểu đánh trong vòng 2 phút vậy đó. Ê bấm lộn 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 mà chạy bà đi. Ý là mình đang tính đi xe máy cơ thì đó, ý là vậy. Còn như bạn có nói thì vô tình là cái con nhỏ mình đang chơi đã từng làm việc chung với Carl Bookhart, và trong phần trong Army Ranger. Nếu mình nghĩ nếu mà hàng kia mà trở thành một trong những hàng Ghost như bây giờ thì không biết cái tính tách cách nó như thế nào ha. Chúng ta còn những hàng mà đặc nhiệm tinh nhuệ, cực kỳ tinh nhuệ thì chúng ta mới có Ghost như ngày hôm nay. Và kiểu như chúng ta là best of the best vậy á, những người giỏi nhất của giỏi nhất á, mà ông đó thì cũng có thể có cơ hội á, nhưng mà với cái cách mà ông cuối cùng ông muốn gì tuổi thơ cũng đã đéo có rồi mà lớn lên cũng bị này nọ nữa, bị vô tù. Giờ thẩm phán kêu là một là vô tù, hai là mày đi quân đội, thì cuối cùng đi quân đội và được huấn luyện mọi thứ trong quân đội, thì coi như ông có thể là giống như một trong những thằng Ghost này nữa. Nhưng mà cái tính chất thì có thể là không, sẽ không bao giờ làm được Ghost đâu. Gì trời, làm gì like ghê vậy. Tại mình nãy mình đi mình né Unidad. Mấy đi vậy nó có thấy mình đúng không? Nó không, thường là nó không quan tâm mấy hàng ngồi trên xe lắm. Thì đó, mấy ý mà nói là vậy. Còn hàng này mình có chơi trong phần open beta rồi, có giết nó luôn rồi. Nó nằm trong cái hầm ngục ở trong bên ngoài sân canh rất là kỹ. Nếu bạn nào có coi cái hầm quân đội cái trong phần open beta các bạn có thể thấy rõ. Rồi chúng ta tới rồi. Sniper on that roof. Khoan bắn cái đã. Đâm đổi súng rồi. Ô, bốn skill boy luôn. Coi skill Samsung em nãy giờ mình đâu có up gì đâu. Mình đổi sang G28 cái đã. Cây một trong những cây yêu thích nhất mình thử tất cả các cây súng mình có. Và mình thấy cây này ổn nhất. Bắn đam rất là cao. Got another tango. Got another tango. Deploying drone. I got a third. Just spotted one with submachine guns. Chúng ta sẽ xử cái đám này bên ngoài trước rồi chúng ta sẽ đi trong. Rồi mình có xem thiếu ai không? Tại vẫn còn một thằng ở đây. Ít nhất còn một thằng. Và mình không muốn nó báo động lên cái khu này không? À đây đây đây. Cái lúc nào mình cũng bị cái hầm đó hết thôi. Lúc mà kiểu mình nhìn vô cái nó không lại không có cái gì đó. Tango down. Bad guys are marked, waiting on you, boss. Target acquired. Stand target acquired. Say the word. Con này không giết. Lâu nó delay vào phát nhưng cũng sợ thoát thì thoát tim thì. We're closing in on Bookhart's last known location. You're really gonna do this, boss? Kill one of our own? Bookhart stopped being our brother the day he went to work for the cartel. You see him, you take him out. No hesitation. Nhỏ này nó chuyện ngầu vậy. Thằng kia nó đã là không còn là anh em của chúng ta từ cái ngày mà nó làm gì cho băng đảng rồi. Và nếu mà bạn thấy nó, bạn giết nó,
No hesitate, không do dự. Đúng là Ghost. Ghost có khác ha. Nói chuyện bao mày ngầu luôn. Ngầu thụt lồn luôn. Jesus, it smells like a slaughterhouse in here. The hell kind of training is Bookhart doing? The first thing a Sicario recruit learns is what it's like to kill a human being. They bring in prisoners and make the recruits take turns on them with hammers and machetes. Sometimes it's men, sometimes women, sometimes it's little kids. And the recruits know that if they hesitate, they're next. Mấy nghĩa là mình nên cố gắng đi tìm cái resort để mình upgrade cái độ xa, nó sẽ tiện hơn nhiều. Target spotted. I got another. That's five. I got a target carrying submachine guns. Nó spot được một đống luôn. One with submachine guns. Ten sighted. I got a target carrying submachine guns. Motherfuck. Wow, nó thấy trồn trồn của chúng ta. He's history. Thằng lên như giữa cuối dãy luôn á. Cuối tầng hầm luôn. Nghe là vậy, mình theo mình nhớ là vậy. Rồi, tụi nó mất dấu mình rồi. Nhưng mà tụi nó biết mình ở đây. Picture in crime. Bằng chứng luôn, có bằng chứng luôn rồi nè. Tụi nó làm gì tới thằng kia, nó làm việc với tụi băng đảng rồi. Mày nè bật giáp không à? Mỗi lần mình bắn vậy mà đạn rất là nhiều, cho nên cứ thoải mái đi mấy bé. Ồ, có một đạn đây nữa, ngại gì? Bắn vậy mà không chết nó thôi luôn. Ôi, căng đét. Không, Ghost sẽ vô xử lý. Sợ nguyên đám này và cứu mình lên. Khỏi lâu chúng ta còn revive thêm một dáng nữa, một miếng nữa. Revive khá là lẹ đó. Mình cũng không ngờ là mình bắn gì mà nó. Mặc dù vậy mình cũng rất là thích đi trước đó nhé. Đi nó cho anh. They're coming right at us. What's the word, boss? That's a kill. Nó nằm ngay cuối cái dãy luôn và nó có cái đường xuống tầng hầm. Mình không nhớ cái đường nào xuống dưới tầng hầm ta. Dưới thằng này xong chúng ta sẽ được cây súng. Cây súng càng nữa. They know we're here. Ok, để mình cho Troll vô spot và kêu mấy thằng Ghost giết đi. Oh, tụi nó đi nguyên một đám vô đây luôn. Đó, có vẻ đẹp đúng không? Rồi còn cái thùng... cái gì ta?
Weapon case, à đúng rồi, weapon case nó nằm chung với thằng kia luôn. Nó nằm tốt dưới được. Cúi dậy được. Chúng tôi đi cầu hang xuống. Cầu hang ngay dưới này. Giờ nó còn gọi cả reinforcement nữa, nhưng mà thôi kệ đi, không sao đâu. Chúng ta quá pro. Kệ bà đi, kệ bà đi, không sao đâu. Chúng ta chỉ còn giết cái thằng này là xong rồi. Đuối rồi. Ây dạ, má, tục thế. Tôi hình như còn mỗi thằng Bookhart ở dưới này. Thanh niên trốn kỹ vậy, bạn bè của mày bỏ chưa? Bỏ lên trên hết trơn rồi, và còn mình mày ở đây sao? Lần mỗi lần trước mình đi stealth xuống dưới đây á là còn rất là nhiều địch. Giờ còn mỗi thằng này. Skill boy cộng 5, bắn này một phát mà này văng dính dách luôn. Cười với mặt này, cười với mặt này mà mày thì mày bỏ anh em mày hả? Mày bỏ anh em mày, mày đi theo cái tụi này mà tụi nó làm gì với mày? Tụi nó shit lên mặt mày chứ làm gì? Quá đã. Yeah. Này thì bỏ anh em, bỏ giờ nếu mà mày đã cố gắng hơn thì có thể bây giờ mày cũng đã thành ghost rồi. Tiếc cho mày. Giờ mình đi lấy cái MSR đi. Mình không nhớ nó nằm ở đâu hết. Nằm đâu vậy? Trên đầu mà nè. Giờ phải lên trên lại sao? Quá hớ. El Mudo was going to try to kill me, just as I was going to kill him. Black is for vengeance. White is for safety. Gold is for success. Ahora, I ask you, how can any saint grant contradictory prayers from two different men? It has been my experience that gods always side with the man who has the most money, the most men, and the most power. I had lost the one man I could always trust, mi hermano. How many men would be more loyal to him than to me? How much power would he take? Would that be enough for him to take me out? I would always have an advantage, though. I grew up with the man. I knew how his mind worked. I knew his next move before he did. I just had to be patient. Okay, và chúng ta sẽ đi giết cái thằng này sau trong cái tập tiếp theo của chúng ta. El Muro. Voila. Một chiếc tiên hết rồi, để mình đi lấy cái súng kia nè. Có đường lên không thôi. Đường này ngõ cục rồi. Chính El Sueno cũng đã tính giết, cũng tính giết cái thằng đó rồi. Cũng chúng ta chỉ đang làm một chuyện tốt hơn thôi. Nhưng mà cái nhiệm vụ chúng ta cũng phải giết cái thằng đó. Trước sau thì cũng như nhau thôi. Hoặc là tại mình chưa có đổi cái cốt truyện này như thế nào, cũng có thể là chúng ta sẽ giữ thằng đó làm bảo vệ cũng được, cái kiểu bảo vệ nhân chứng. Chỉ cần nó khai hết mọi thứ về thằng El Sueno rồi thì chúng ta phải bảo vệ nó. Bên nước ngoài gọi là gì ta? Cái gì mình không nhớ là bảo vệ nhân chứng, mình chỉ nhớ cái đó thôi. Cái luật bảo vệ nhân chứng là khi như bạn khai về một vấn đề gì đó có liên quan trực tiếp tới bạn, và hay có thể là thằng đó sẽ tìm đường giết bạn thì Okay, we're cool. Down, you're giving yourself away. Chingada madre, me huele a puerco. ¿Qué? Aquí hay algo, compas. Aquí hay algo. Huele a puerco. Bajen las armas. ¡Órale, chingues a esos putos cabrones! Mày muốn chơi chúng tìm nhau à? Chơi chúng tìm. Hostile down. What's the play, boss?
What the play? Chúng ta giết hết và chúng ta đi khỏi đây. Ok. Không có do dự gì hết. Ủa bên kia ở ngoài, à đây cây súng rồi. Có cái này mình chưa có lấy. Cái này thì nó nghiêng bắn xa hơn và bắn từng viên thì theo mình nhớ là vậy. Và nếu mình cũng đã thử cái cây này trong open beta rồi mà mình cũng không thích cho lắm cho nên thôi kệ đi. Yeah, did the optimization get better? Yep. Ok và mình sẽ tạm dừng cái tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của Ghost Recon Wildlands. Ok, bye bye. Nhớ like và subscribe nha, đừng có quên. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so